Rô căng. Chồng ký thì bớt đi, chồng ký bớt đi. Rồi lấy chồng ký bơ đi rồi chị bớt cho. Hai chồng mà lấy chồng ký là bớt. Trời ơi, chợ bán rẻ hơn nữa hả? Ở chợ Buôn Mê có 15.000 ký. Thiệt mà. Mua sao? Để mấy